ngày 15 tháng 5 năm 2015, nhờ hoạt động nhân quyền, Lê Thị Phương Anh đã ra khỏi trại giam B5, Công an tỉnh Đồng Nai sau khi mãn án 1 năm tù vì các hoạt động đấu tranh của mình. Gia đình và rất nhiều người hoạt động nhân quyền khác đã chào đón chị trở về. Lê Thị Phương Anh là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, bị bắt ngày 12 tháng 5 năm 2014 trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam nổ ra trên khắp cả nước. Chị bị bắt khi cùng hai người bạn là Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung xuống Biên Hòa, Đồng Nai để tìm hiểu tình hình biểu tình của công nhân ở đây. Trong phiên tòa chớp nhoáng diễn ra vào ngày 12 tháng 2 năm 2015, chị bị kết án 12 tháng tù giam, Đỗ Nam Trung 14 tháng và Phạm Minh Vũ 18 tháng theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Chị Lê Thị Phương Anh cho chúng tôi biết. Thoát khỏi cảnh địa ngục của trần gian, thật sự hôm nay em được mọi người đón, em rất vui, rất cảm động, không biết nói sao nên lời cả. Thật sự em rất cảm ơn các chị rất nhiều, cảm ơn Hội Nam Dân Chủ, cảm ơn nhà thờ của Kỳ Đông, Phương Dân Chủ như thế. Em xin cảm ơn với cả mọi người rất nhiều. Em rất cảm động. Sức khỏe của em thì nói chung trong thời gian qua em bị bệnh nên được nằm ở dưới bên xã của trại tạm giam B5. Sức khỏe của em không được ổn lắm. Em mong muốn chính quyền hãy xem các tù nhân và phạm nhân như một người bình thường, hãy đừng xem như cả tù nhân phạm nhân như một con súc vật vậy. Mong chính quyền sẽ thay đổi. Anh Lê Anh Hùng chia sẻ. Vâng, thưa anh, thưa quý vị khán thính giả. Đương nhiên là vừa trong 61 năm xa cách thì thực sự là một cái quãng thời gian rất là dài. Mà gặp được vợ sau bao nhiêu chờ mong, sau bao thương nhớ như thế thì thực sự là tôi rất là vui mừng. Phương Anh là mẹ của ba cháu nhỏ. Cháu bé nhất lúc Phương Anh bị bắt thì mới 3 tuổi, cháu lớn thì mới 7 tuổi. Chính vì vậy mà thời gian một năm vừa qua là một cái thời gian rất là khó khăn đối với gia đình chúng tôi. Và đặc biệt là các cháu nhỏ. Cháu đang ở trong cái giai đoạn cần đến cái sự chăm sóc của người mẹ nhất. Rồi cũng trong thời gian đấy thì trong thời gian Phương Anh ở tù thì ở bên ngoài thì gia đình chúng tôi vẫn thường xuyên gặp phải chịu đựng cái sự sách nhiễu đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam. Chính vì thế cho nên là thực sự đấy là một cái khoảng thời gian khó khăn. Nhưng mà tôi nghĩ khó khăn nào rồi thì nó cũng qua. Cái quan trọng là mình làm gì được gì đấy cho đồng đội, cho phong trào dân chủ của đất nước, cho công cuộc chung của đất nước. Được biết, kể từ năm 2008 cho đến khi bị bắt, hai vợ chồng Lê Anh Hùng và Lê Thị Phương Anh đã kiên trì đấu tranh chống sự bành trướng của Trung Quốc và tố giác sự tham nhũng của nhà cầm quyền Việt Nam. Vì vậy, trong suốt nhiều năm qua, gia đình này là nạn nhân của đủ trò khủng bố, trả thù tàn độc, hèn hạ của những kẻ bị tố cáo. Điển hình là vụ Lê Anh Hùng bị cưỡng chế vào trại tâm thần vào ngày 24 tháng 1 năm 2013, hay Lê Thị Phương Anh đã bị xã hội đen bắt cóc ngay tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2013. Phóng sự của SBTN do nhóm phóng viên Việt Nam Right Now thực hiện tại Sài Gòn, Việt